năm phim truyền hình Thái Lan CH7 sắp hạ cánh trên màn ảnh nhỏ. Được dẫn dắt bởi những ngôi sao quen thuộc của đài CH7, những dự án sắp tới này đã và đang khiến các bộ phim nôn nao mong chờ ngày xuất xưởng. 1. Prigukalu, tự Việt, chuyện tình chàng tiêu và nàng ớt xanh. Phim do Thakwa Sudhayajat và Kat Sonia đảm nhận với nam nữ chính. Chuyện tình chàng tiêu và nàng ớt xanh là câu chuyện kể về Siam, người đã bỏ nhà đi sau khi bị mẹ kế dụ dỗ trong lúc anh say. Trong khi đó, Jet đang tìm cách giải tỏa căng thẳng bằng việc phóng xe thật nhanh. Tuy nhiên, xe của cô bất ngờ bị chết máy, và tình cờ Siam lại giúp cô sửa nó. Siam được Jet mời về nhà ăn tối, và sau khi đỡ một phát súng cứu nhà Jet khỏi bọn cướp, anh được thuê làm người làm việc cho gia đình họ. Sau đó, Siam lên làm thợ cơ khí tại công ty ô tô của gia đình Jet. Chẳng bao lâu, Sam trở thành người luôn lo lắng nỗi lòng của Jet. Và từ đó, họ bắt đầu nảy sinh tình cảm với nhau. Chuyện tình chàng tiêu và nàng ớt xanh được dẫn dắt bởi hai ngôi sao Sakwa Surijayat và Kat Sonia. Được biết, phim được làm lại từ bản gốc được ra mắt vào năm 2012. Yove Virapat và Pankaj Kamanit đảm nhận vai chính. 2. Karum Nampeom, tự Việt, bảy tình giam cầm. Phim do Quel Sukolawat và Prabhia Ramida đảm nhận với nam nữ chính. Bảy tình giam cầm bắt đầu khi Tiao Lan, một doanh nhân thành đạt ở Phuket, bị sát hại. Khi ấy, cháu trai nuôi của ông là Chalampo đã cố gắng tìm ra sự thật và phát hiện những bí mật kinh hoàng trong gia đình. Trong quá trình ấy, Chalampo bắt đầu nảy sinh tình cảm với Nampeom, người bà trên danh nghĩa của mình. Tuy nhiên, anh phải tìm mọi cách để kìm nén và che giấu đi tình cảm ấy. Bảy tình giam cầm đánh dấu lần đầu tiên hợp tác của Quel Sukolawat và Prabhia Ramida. Trong đó, Quel Sukolawat được biết đến là ác chủ bài của CH7 khi sở hữu toàn phim truyền hình ăn khách. Còn Prabhia Ramida là sao nữ trẻ được kỳ vọng sau thành công của bộ phim Ánh Dương Lòng Tôi. Sự kết hợp giữa ngôi sao lão làng cùng với cái tên đang lên này hiện đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Bảy tình giam cầm dự kiến sẽ được lên sóng vào năm 2022. Và chưa ấn định thời gian cụ thể. Thứ 3, Yasaloe, tự Việt, cô dâu gán nợ. Phim do Big Corrick Tarik và Hana Lequi đảm nhận với nam nữ chính. Cô dâu gán nợ của Big Corrick Tarik và Hana Lequi hiện tại đã hoàn thành phần quay phim. Đây là câu chuyện về Ijan. Đối với cô thì cuộc hôn nhân của cô bắt đầu bằng một mối hận thù chứ không phải tình yêu như bao người khác. Khi gia đình Injan ép cô kết hôn với lão cáo già để trả món nợ mà họ mắc phải. Trong lúc tháo chạy, cô đã gặp được một chủ vườn nhỏ tên Sichon trên đường đi và anh đã giúp cô tẩu thoát. Để trả nợ cho gia đình và bảo vệ Injan, Sichon muốn cô kết hôn và xin cho anh một đứa con trai. Họ thỏa thuận sẽ kết hôn với nhau trong vòng một năm. Trước tình thế tiến thoái lưỡng nan, Injan chấp nhận hợp đồng hôn nhân nhưng cô không bao giờ là người có thể được sử dụng như một công cụ đơn giản. Cô dâu gắn nợ ban đầu dự kiến được ra mắt vào nửa đầu năm 2021. Tuy nhiên, thời gian ra mắt phim đã bị hoãn lại. Cũng có thông tin cho rằng phim sẽ được phát sóng vào dịp cuối năm 2021. Tuy nhiên, hãy cùng chờ vào những thông tin mới về dự án sắp tới này nhé. Thứ tư, Samechua Kiun, tự Việt, người chồng một đêm. Phim do Aero, Yosakwat và Bing Ploy đảm nhận vai nam nữ chính. Người chồng một đêm kể về John Fansa, một người phụ nữ xinh đẹp. Nhưng sau cơn say cước đến mức mất trí mà chỉ trong một đêm cô đã trở thành mẹ đơn thân. Khi mở mắt ra, John Fasan nhận thấy cơ thể mình không mặc quần áo và có một người đàn ông đang nằm bên cạnh mình. Cô quyết định nuôi con một mình, chưa bao giờ nghĩ sẽ đòi hỏi gì ở người chồng qua đêm đó. Tuy nhiên, định mệnh lại trớ trêu khi mà người chồng một đêm này bất ngờ xuất hiện và vấy nhiễu đến cuộc sống của hai mẹ con cô một lần nữa. Người chồng một đêm được dẫn dắt bởi hai ngôi sao trẻ Pim Ploy và Aero Yosakwat. Vừa qua, Pim Ploy đã kết sóc với bộ phim truyền hình Mật Mã Đố Kỵ. Diễn xuất ổn định cùng với nét xinh đẹp, duyên dáng đã giúp cho Pim Ploy nhận được nhiều tình cảm của khán giả. Trong khi đó, Aero Yosakwat được biết đến thông qua những bộ phim Âm Thanh Địa Ngục, Bức Màn Tình Yêu. Sắp tới, đôi trai tài gái sắc cùng với những phản ứng hóa học tươi mới này hứa hẹn sẽ mang đến một câu chuyện hấp dẫn trong Người Chồng Một Đêm cho người xem. 5. Ranrut Ranjai, tựa Việt, Ngụy Trang Tình Yêu. Phim do Dunod Pattadapon và Pupi Kesarin đảm nhận với nam nữ chính. Ngụy Trang Tình Yêu là một dự án thay đổi diễn viên sau khi công bố.
mặc dù phim đã tung ảnh Victor và poster của diễn viên chính trước đó. Cụ thể, ban đầu, Nguyệt Trang Tình Yêu do Min Bijaya và Khong Vasin đảm nhận vai chính. Tuy nhiên, sau khi Min Bijaya không đáo hạn hợp đồng với CH7 và cô không thỏa thuận được yêu cầu hoàn thành các bộ phim còn dang dở với nhà đài. Thế nên, CH7 đã thông báo thay đổi dàn cast chính. Lúc đầu chỉ là tìm nữ chính mới nhưng sau đó lại đổi luôn cả nam chính. Cuối cùng thì hai diễn viên trẻ Dunut Pattharapon và Bubi Kasarin đã được chọn làm nam nữ chính của bộ phim. Chuyện phim bắt đầu khi Titokwat, anh trai của Karawat, bị sát hại trong một vụ xả súng. Kutusa biến mất một cách bí ẩn và xuất hiện trở lại mà không có ký ức về bản thân hoặc chị gái song sinh của cô, Getaba, người hiện đã mất tích, đột nhiên trở thành nghi phạm trong vụ án. Getusa hợp tác với Karawat để điều tra những gì thực sự đã xảy ra. Tuy nhiên, trong khi tìm kiếm câu trả lời và cũng là cách để khôi phục lại ký ức của mình, thì mối tình lãng mạn bắt đầu nảy sinh giữa Karawat và Getusa. Dunut Pattharapon và Puba Kasarin là hai ngôi sao 9X đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Sau khi thấy Dunut Pattharapon và Puba Kasarin sánh đôi trong phim mới, nhiều người đã mong chờ màn thể hiện khả năng diễn xuất cũng như chemistry của cả hai. Đó là 5 dự án phim mới của nhà đài CH7 dự kiến sẽ phát sóng đầu năm 2022. Các bạn mong chờ cặp đôi nào nhất? Hãy cùng theo dõi những thông tin mới nhất từ kênh nhé. Cảm ơn các bạn.